Kính viễn vọng sàn hành tinh test của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đã tiết lộ hình ảnh chi tiết một ngôi sao bị xé toạc và nuốt chửng bởi lực hấp dẫn không ngừng của hồ đen khổng lồ. Các nhà khoa học cho biết đây là một sự kiện hiếm gặp trong không gian. Ngôi sao này cách trái đất 375 triệu năm ánh sáng và có kích thước tương đương với mặt trời. Trường hợp này được gọi tên là sự gián đoạn thủy triều khi một ngôi sao đến gần hồ đen và chịu tác động của lực hấp dẫn mạnh các nhà thiên văn học đã sử dụng mạng lưới kính viễn vọng quốc tế để quan sát sự kiện trước khi chuyển sang test thông qua hình ảnh thu được họ sẽ nắm được quy luật cũng như hành vi của hồ đen vũ trụ bí ẩn